Chào các bạn, hôm nay Khanh xin giới thiệu với các bạn sự khác nhau của xe Civic một thế hệ mới 2019 của bản 1.5 RS và bản 1.8G. Thì đối với cái xe thế hệ mới, bản 1.8G đã được nâng cấp lên ngoại hình của Civic 1.5 Turbo, có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn phía trước, đuôi, cụm đèn, màn nội thất ở phía trong gần như không khác gì bản 1.5 Turbo hết, nó chỉ khác máy thôi các bạn. Thì hôm nay Khanh xin phép làm cái video này để chia sẻ lại cho các bạn những điểm mà chúng ta có thể nhận biết phía trong xe, phía ngoài xe, để chúng ta phân biệt được hai phiên bản này khác nhau chỗ nào. Để một chiếc là ra giấy cho các bạn nó khoảng 870 triệu cho tới 880 triệu tùy theo địa phương, và một chiếc ra giấy là 1 tỷ 30 triệu cho tới 1 tỷ 40 triệu tùy theo địa phương. Khanh đọc là phí ra biển số rồi nha, nó bao gồm có phí của địa phương của mình và giá xe nằm trong đó. Rồi, đứng kế bên Khanh này, đố các bạn, xe RS nằm ở đâu, xe 1.8 nằm ở đâu? Thì nếu mà các bạn nhìn vô cái phần đầu, nhìn vô phần đầu này, thì chúng ta nhận biết giúp giùm Khanh là cái phần mà mặt nạ phía trước mà sơn đen bóng, đây là sơn đen bóng các bạn, của phiên bản RS, vẫn là C-Chrome của một, đây là phiên bản 1.8. Các bạn có thể nhận biết giúp giùm Khanh ở cái phần đèn cản. Cái phần đèn cản này á, thì nếu mà chúng ta đi ban đêm chúng ta mới nhận biết được, đây là đèn LED, tức là ánh sáng nó pha ra của cái đèn cản là trắng xanh. Còn ở đây là đèn halogen các bạn, ánh sáng nó pha ra là ánh sáng vàng. Các chi tiết khác á, thì ở đây nè, viền chrome, nhưng ở phiên bản RS sơn đèn bóng. Chúng ta nhận biết ở những điểm này, đây ở viền này nè, cái viền chrome nó kéo dài, ở đây là đèn bóng kéo dài. Rồi, xin mời các bạn tiến đến phía sau thì chúng ta sẽ nhận biết cái phần bên hông của chiếc xe nó sẽ khác nhau có gì. Thì cái phần bên hông xe, các bạn để ý giùm Khanh, phiên bản RS của chúng ta sử dụng mâm 18 inch, tức là nó tăng thêm 1 inch so với năm 2017. 2018 là mâm chỉ có 17 inch thôi, còn xe 2019 của chúng ta là mâm lên 18 inch. Và bộ mâm này đối với những cái thị trường khác nó gọi là mâm nâng cấp, tức là mâm tiêu chuẩn của nó chỉ có mâm 17 thôi, thì chúng ta đem về Việt Nam là mâm 18, tăng thêm cái dáng vẻ thể thao hơn của xe này. Còn đối với cái xe 1.8, cái bên Khanh đây, thì mâm của nó là mâm 17, ôi xin lỗi các bạn, mâm 16 thôi nha các bạn. Thì tại sao lại có hai phiên bản mà gần như giống nhau nhưng mà lại có hai cái bộ mâm này? Nếu bạn là một khách hàng trẻ tuổi, mang thích thể thao, năng động, mình đi bản 1.5, nó sẽ mang tính chất là gọi là đặc trưng của mình, là thể hiện ra cái coi như là phong cách của mình. Còn nếu bạn là người đi gia đình thì các bạn chọn bản 1.8 giùm Khanh. Bản 1.8 thì sẽ phù hợp hơn với bạn, tại vì đi gia đình á thì chúng ta cần sự êm dịu. Đối với máy 1.8 thì không phải là tăng tốc chậm đâu các bạn. Nếu mà xét về góc độ tăng tốc từ 0 cho tới 40, bản 1.8 tăng tốc nhanh hơn bản 1.5. Tại lúc đó hệ thống turbo của 1.5 nó chưa kích hoạt. Nhưng khi các bạn đã chạy trên 40 rồi, hệ thống turbo nó kích hoạt, thì bản 1.5 sẽ phát huy sức mạnh. Giống như là lúc đó các bạn chạy một cái máy 2.5 vậy, rất là mạnh. Rồi, tiến đến về phía bên hông, thì đây là gương hậu. Hai chiếc xe gương hậu giống nhau các bạn, không khác nhau gì hết. Rồi, cái phần tay nắm cửa cũng giống luôn các bạn, vẫn là xài nút bấm đề start off, và chúng ta nó có cái cảm biến mở cửa, đi ra ngoài cầm chìa khóa. Đây là hai chìa khóa của xe. Đây, Khanh xin phép giới thiệu hai chìa khóa, đố các bạn biết chìa nào của bản 1.8, chìa nào 1.5. Bản thân Khanh cũng không biết luôn. Hai chiếc chìa khóa giống nhau hoàn toàn. Và các bạn có nhận thấy điều gì khác so với những năm trước không ạ? Đây là cái nút bấm khởi động xe từ xa, ngay tay Khanh đây. Các bạn muốn đề thử không? Khanh đề thử cho các bạn nghe nha. Đầu tiên, đây nè, chúng ta để thao tác đề được, chúng ta bấm nút góc cửa hai lần. Đây,
ốc cửa hai lần, các bạn thấy gương nó xếp lại không ạ? Tức là đối với cái xe thế hệ mới này, nó tích hợp thêm cái chức năng là khởi động xe từ xa và gập gương. Các bạn nhìn thấy gương gập là các bạn biết là chiếc xe của chúng ta đã được lắp cửa rồi. Rồi chúng ta đề nha, đề giữ. Xin lỗi. Đề giữ. Wow. Các bạn thấy như thế nào ạ? Rất là tiện lợi. Rồi. Cái kiến này cho dù nó chạy lên hay là không chạy lên thì nó cũng đề được nha. Nhưng các bạn không bao giờ vào xe được và không bao giờ lái chiếc xe đi được cho dù chiếc xe đã nổ máy. À, bởi đây là hệ thống an toàn chống trộm. Rồi. Không có nghĩa là các bạn đề xe rồi mà cái xe của các bạn dễ dàng mà bị người ta trộm đi đâu, không có. Nếu làm như vậy thì đâu ai chơi chức năng này. Rồi các bạn muốn tắt máy thì chúng ta làm một thao tác nữa là chúng ta đề giữ một lần nữa. Rồi xe đã tắt rồi, các bạn nhớ nhé. Đây là cái phiên bản turbo, phiên bản 1.8 tuy rẻ hơn khoảng 100 triệu nhưng đâu có thua. Đây vẫn đề cho các bạn coi nè, đây lóc cửa nè, lóc cửa nè và đề nè. Wow. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ tăng thêm tính tiện dụng cho các bạn cho dù các bạn lấy phiên bản cao hay là lấy phiên bản trung. Rất là ok. Các bạn cũng tắt đề giữ. Đây tắt. Trời nóng này mà có chiếc xe lên đề máy sẵn giống như các bạn thuê một anh tài xế lên đề sẵn cho các bạn lên lái thôi. Rất là tiện. Rồi, trở lại câu chuyện của chúng ta. Thì chúng ta đi ra phía sau để quan sát xem là chiếc xe này có cái gì. Khanh giới thiệu cho các bạn bộ mâm rồi, Khanh giới thiệu cho các bạn cái tay nắm cửa rồi. Vẫn có chức năng là chiếc xe của chúng ta xách chìa khóa đi ra ngoài, cả hai xe tự động lóc cửa luôn các bạn. Cả hai xe tự động lóc cửa hết. Và khi các bạn vào trong xe, chúng ta chỉ cần để chìa khóa vào túi thôi. Chúng ta đưa tay vào tay nắm, đưa vào tay nắm là tự động nó mở. Cả hai xe giống nhau nha các bạn. Rồi đặc trưng của cái xe phiên bản Turbo RS năm nay đó là cái cánh nước gió gọi là đuôi cá. Thì ở phía sau nó có sẵn các bạn, dạng to bản kéo dài luôn. Nhưng bản 1.8 của chúng ta thì không có. Thì các bạn có thể nhận biết phần phía đuôi. Nhưng bạn cái phần đuôi của bản 1.8 nếu chúng ta gắn cái đuôi cá thì sao? Các bạn cũng không phân biệt được luôn. Phần đuôi gần như hoàn toàn giống nhau các bạn. Rồi trên chìa khóa chúng ta vẫn có tiện ích cho các bạn, tuy mang tính thể thao nhưng mà vẫn có tính tiện ích, đó là nút mở cốp từ xa. Nút mở cốp từ xa, đây Khanh đề giữ nha. Đây, nó bung ra. Đây các bạn thấy không ạ? Rồi Khanh mở bản 1.8 nha. À, các bạn thấy không ạ? Rất là tiện và cốp xe rất là rộng nha. Rồi bây giờ mình vào trong xe để xem coi chiếc xe nó có những cái trang bị gì có đáng tiền để bỏ ra hay không. Đầu tiên Khanh muốn giới thiệu cho các bạn chiếc xe 1.8 trước. Tại sao mà Khanh muốn giới thiệu cho các bạn chiếc xe 1.8? Bởi vì xe 1.8 có thì mặc nhiên cái xe 1.5 nó có. Và Khanh sau khi giới thiệu xe 1.8 xong thì Khanh sẽ giới thiệu những cái mà 1.8 không có nó thêm hơn. Mời các bạn. Rồi. Đầu tiên thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn đó là giống như những cái video clip trước là về cái chìa khóa thông minh của Honda. Thì chìa khóa thông minh của Honda, chúng ta xách chìa khóa đi ra ngoài khỏi xe, xe lóc cửa. Và đợt này 1.8 cũng có trang bị cho các bạn chức năng tự động gập gương khi lóc cửa. Đây các bạn nè, cái gương nó bung ra nè, các bạn lóc cửa lại nè, xách chìa khóa đi ra ngoài tự động lóc thôi. Các bạn nhìn thấy cái gương nó cụp vô là chiếc xe chúng ta đã được lóc cửa rồi. Các bạn nhìn thấy rất an toàn, chúng ta khỏi mình phải móc cái chìa khóa ra bấm lại một cái nữa coi chiếc xe nó đã lóc cửa chưa. Đây là một tính tiện dụng rất là cao. Còn các bạn muốn hạ kiến giống như những cái xe đời trước, các bạn chỉ cần nhấn giữ cái nút mở khóa. Đây là cái nút mở khóa nè, chúng ta nhấn giữ 2 giây, bấm 2 lần và những lần thứ hai nhấn giữ. Đây Khanh bấm nè, các bạn thấy tất cả các kiến nó sẽ chạy xuống, các bạn thấy không, rất là tiện. Rồi nhưng mà cái việc mà hạ kiến xuống là để cho giảm nhiệt độ ở bên trong để chúng ta lên xe nó mát.
Bây giờ chiếc xe của chúng ta đã có khởi động từ xa rồi thì các bạn đâu cần hạ xuống làm gì. Rồi thôi nói chơi, quay lại câu chuyện chúng ta nha. Đi vào trong xe, xe đóng cửa nè. Chúng ta không cần phải thao tác gì trên chìa hết, chúng ta đưa tay vào mở ra rất là tiện luôn, nhẹ nhàng. Rồi về phía trong xe thì hiện tại xe trang bị cho các bạn là ghế da nha, bản 1.8 ghế da. Thì mặc nhiên đây, đây Khanh đang giới thiệu những cái tính năng mà trên xe 1.8 nó có, mà 1.5 thì mặc nhiên nó có luôn. Rồi ghế da nè, ghế chỉnh điện nè, các bạn thấy không ạ? À? Rồi ở phía trong xe thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn đây, giới thiệu cho các bạn là về cái vô lăng nè. Cái vô lăng của chúng ta à, có nút bấm âm thanh từ chối bên đây, cái này là ga tự động view control các bạn. Lấy số vô lăng ở phía sau nè, đây lấy số vô lăng bằng 1.8 vẫn có nha. Rồi cái màn hình trung tâm của chúng ta là bằng điện tử nha các bạn, vẫn như cái bản 1.5 turbo. Khởi động được bấm start off nè. Rồi hệ thống cân bằng điện tử nè, hệ thống khởi hành ngang dốc nè vẫn có. Rồi hệ thống phân phối lực phanh theo điện tử nè, ABS, BA vân vân vẫn có cho các bạn. Cái màn hình này, đây là cái màn hình trung tâm của xe. Thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn nó rất là nhiều tính năng ở phía trong: Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth, HDMI. Đây chúng ta vào phần sound. Đây các bạn thấy không, HDMI nè. Chúng ta có thể cài về app audio là cài YouTube, Google Maps vào thẳng cái màn hình này. Rất là tiện luôn. Bluetooth nè, USB nè, Android Auto, Apple CarPlay nằm trong đây luôn. Rồi điều hòa này là điều hòa tự động đấy các bạn. Xe 1.8 mẫu trước là điều hòa cơ, màn hình này nhỏ xíu à, các bạn không có xài được đâu, không có xài được nhiều tính năng như vậy đâu. Rồi các bạn, Khanh muốn giới thiệu thêm đây một cái cải tiến của xe 1.8. Các bạn biết bí mật là gì không? Đó là cái camera này. Giới thiệu các bạn camera nha, qua camera nè, camera gear. Yeah. Bây giờ nó xoay theo góc lái luôn các bạn. Đây xoay nè, xoay. Các bạn sẽ biết rằng chiếc xe của chúng ta, bánh xe nó đang ở vị trí nào, giúp cho chúng ta lái xe tiện dụng hơn. Rồi còn cái phần camera ba chiếc, ba góc quay, góc quay 190, góc quay 160, góc quay 90 thì nó vẫn như cái mẫu trước. Đặc trưng của Honda, camera có sẵn lúc nào cũng ba góc quay hết các bạn. Rồi trở lại câu chuyện của chúng ta là trên xe thì vẫn có phanh tay điện tử nè, cái này là phanh tay điện tử nè. Hệ thống giữ phanh điện tử nè, có nè, chế độ lái Econ. Rồi gương hậu trong xe thì nó là chống chói cơ, nhưng trên bản 1.5 turbo thì nó là gương hậu chống chói điện tử nha các bạn. Rồi còn về phía sau xe, phía sau xe thì đây Khanh muốn giới thiệu cho các bạn là chúng ta có cái cửa gió hàng ghế sau. À, các bạn tham khảo cái cửa gió hàng ghế sau nha. Đây đây là vị trí của cửa gió hàng ghế sau. Đối với cái trời nóng này mà không có cửa gió hàng ghế sau thì thiệt trời ơi không biết làm sao. Đây tay tôi ạ. Ở phía sau thì nó chỉ có những cái chức năng như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ tăng tính tiện dụng cho các bạn. Thì cửa gió hàng ghế sau của xe mẫu cũ nó vẫn có các bạn. Rồi bây giờ Khanh xin phép mời các bạn qua bản 1.5 coi nó khác cái gì. Trước khi qua bản 1.5 chia sẻ các bạn về cái tiêu hao nhiên liệu, cái này nó rất quan trọng. Các bạn đi đường trường thì 48, các bạn đi đường thành phố thì 8.5 lít, nhưng thực tế của các bạn đi đường trường nó khoảng 5.5 lít nha, 5.5 đến 6 lít, còn các bạn đi đường thành phố thì nó khoảng 9.5 lít. Rồi cái đó là thực tế chạy, còn ít đồng chí nào mà chạy được là giống như là cái xe mà test, tại vì á cái đó chạy nương, phải nương xe lắm, rất là khó chịu, nhưng mà mình chạy theo cảm giác thích của mình,
Anh chạy kiểu đó anh chạy không được. Bản thân Khanh, Khanh chạy cũng không được. Cái nào làm được thì nói. Rồi bây giờ Khanh mời các bạn qua cái bảng 1.5. Quỳnh lấy chìa khóa. Rồi Khanh giới thiệu với các bạn bảng 1.5. Thì hồi nãy Khanh có nói với các bạn là Khanh sẽ giới thiệu bảng 1.8 trước, sau đó giới thiệu bảng 1.5. Thì 1.5 có những cái gì mà bảng 1.8 không có? Đầu tiên đó là phần ghế nó thiết kế khác chút xíu các bạn. Các bạn thấy ghế vẫn là ghế da nhưng mà nó sẽ có những cái viền chỉ nổi nè. Đây những viền chỉ nổi nè. Nó mang tính chất thể thao hơn, vẫn là ghế chỉnh điện nha các bạn. Vẫn là ghế chỉnh điện. Rồi cái vô lăng nè, nó có những cái chỉ nổi nè, chỉ đỏ. Đây. Vẫn có ga tự động cruise control, vẫn có lẫy số vô lăng. Hệ thống cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc thì cái đó là gọi là tiêu chuẩn trên xe Honda rồi. Honda muốn thiết kế cho các bạn một chiếc xe hướng đến các bạn đi về gia đình. Thành ra họ rất là quan tâm đến cái việc mà chiếc xe của chúng ta có an toàn hay không an toàn. Rồi, Khanh giới thiệu về các bạn cái đèn tự động. Thì đây, cái xe trước đó, nó không có đèn tự động, nhưng đối với xe này nó có đèn tự động. Bản 1.5 vẫn có nha các bạn. Hồi nãy xin phép quên giới thiệu. Đây là đèn tự động nè, các bạn thấy chữ auto mà. Rồi, cái này là xe 1.8 không có nè. Đây gạt mưa tự động, các bạn thấy gạt mưa tự động không ạ? Thì nó không có gạt mưa tự động các bạn. Cảm biến gạt mưa nó nằm ở đây nè. Đây phía sau lưng, phía sau cái gương hậu nè, đây cái cảm biến gạt mưa nè. Rồi cái gương hậu này là gương hậu chống chói nha các bạn, chống chói tự động. Tăng tính tiện ích hơn. Rồi, ở phía trong xe thì cái màn hình nó vẫn giống các bạn. Nhưng nó sẽ khác nhau về hệ thống máy lạnh các bạn. Hệ thống máy lạnh của xe 1.5 Turbo RS thì nó là điều hòa hai vùng độc lập. Có nghĩa là ở bên đây Khanh đặt 20 độ, ở bên đây Khanh đặt 20 độ. Mỗi bên một nhiệt độ khác nhau. Bỏ chữ sinh này đi. Thì mỗi bên một nhiệt độ khác nhau các bạn. Giúp cho chúng ta sẽ lấy người yêu ngồi kế bên mà lạnh quá thì các bạn chỉnh lại, nhưng mà chúng ta thì nóng quá thì các bạn giảm nhiệt độ xuống. Đó là điểm khác nhau. Rồi những chi tiết nhỏ thôi, nó có những chi tiết nhỏ nó khác thôi. Thì các bạn nào phát hiện ra nhiều chi tiết hơn thì xin chia sẻ lại với Khanh. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chọn lựa 1.8 hay là 1.5, đi gia đình hay là khẳng định chúng ta có một cái dấu ấn riêng nào đó. Rồi các bạn có thắc mắc, các bạn gọi điện lại giúp dùm Khanh theo số 0996 773366. Khanh sẽ giải đáp cho các bạn về cái thủ tục mua xe, chương trình khuyến mãi và thời gian nhận xe sẽ rõ ràng hơn. Mong rằng nhận được sự góp ý nhiều từ quý vị và các bạn. Dạ, các bạn cảm thấy yêu thích video thì các bạn nhấn nút đăng ký ở phía dưới góc bên phải. Phía dưới góc bên phải nó có hình cái chuông đăng ký hoặc là tên tiếng Anh đó là subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại.